Rồi, chào cả nhà nha. Hôm nay mình chỉ làm một cái bẫy mèo anh em. Một cái bẫy mèo. Những con mèo hàng xóm nó quậy phá quá, chịu không nổi. Làm cái bẫy mèo này anh em nào mà chưa biết làm thì coi học làm theo. Còn nếu anh em nào biết rồi thì bỏ qua cho mình nha. Dụng cụ thì mình có một cái lon như thế này. Đường kính thì tầm 10 phân thôi, 10 tới 12 phân thôi, tùy theo cái con mèo. Bạn cần rập là lớn hay nhỏ nha. Còn bắt á. Cắt cái đầu đi như thế này. Một cuộn băng keo. Hai cái cây nhôm này anh em lấy cái cây nhôm của mắt quần áo á, anh em uống lại ha, như này đây. Uống như này cho mình nha. Hai cái cây nhôm, một cọng dây cáp, dây này là cái loại là loại cáp y như cọng dây thắng của xe đạp, anh em lấy dây thắng xe đạp được nha. Một cái cây gỗ hay cây sắt dài tầm 4 gan được rồi anh em, 3 gan 4 gan được rồi. Để tí mình sẽ bắt cho như thế này nha, làm một cái thố nó để con mèo nó cố định cái này. Ok nha. Đây là cái dây cáp này. Mình đã chuẩn bị cái đây nè, một cái ca sắt này, mình đã sơn lại rất là đẹp nha. Đó, sơn lại rồi. Dùng một cái lon như thế này, bắt vít vô. Anh em khoan cho mình một cái lỗ như thế này. Đó, bên trong anh em nhìn kỹ hơn ha. Đây. Là một cái lỗ cho cái lưỡi nó chạy lên chạy xuống được nha anh em. Cũng ngắn thôi. Đây. Cũng rất là ngắn. Đó, ở đây thôi. Anh em khoan vô cố định nha mình. Để như này ha, đây mình cho vật nặng vô cho nó cố định nó khỏi ngã. Rất là ok nha. Rồi. Anh em chuẩn bị cho mình hai cây như thế này. Đây. Đây là cái mấy cái móc áo anh em, mình lấy móc áo làm được nha. Uống cho mình. Như thế này. Tiếp một cây nữa cũng như thế này. Hình dạng như thế này nha. Anh em canh cho mình cái đoạn này này. Cái đoạn từ cái lẫy này này tới cái nắp là ngang nhau nha. Đó, uống như sao như thế này là được. Từ đây tới đây ngang nhau. Đó, hai đoạn này. Đó, như này nha. Rồi giờ anh em bắt ốc cho này. Mình đã khoan sẵn rồi, giờ mình chỉ việc bắt ốc rồi. Anh em là sao cái loại này đó, chạy lên chạy xuống được này. Đó. Một cái này thì anh em bắt cái này cho mình. Ok nha anh em. Này quấn miếng keo vô. Thì chân con mồi đó kéo mồi ra nè em, đó là cái này sẽ mặc lên ở trên đầu đây thì anh em bắt một ốc như đây. Rồi bây giờ là anh em dùng dây cáp nha. Dây cáp đây thì anh em dùng dây của cái dây thắng á, anh em ra tiệm xe đạp kiếm rất là nhiều. Giờ mình làm cái lồng nha.
dây xì đạp nhỏ thôi anh em. Cách này thì mình đã bắt được rất là nhiều mèo rồi, và hôm nay mình làm để mình hướng dẫn cho anh em bắt những con mèo quang để mình bỏ đi chỗ khác. Ở nhà mình nó mấy con mèo đó nó phóng uế tức ghê lắm các bạn, gần như là không chịu được luôn á, hôi hám lắm. Đây, sau khi anh em quán lại được như vậy ha, à, mình cho cái da này qua sẽ là một cái lòng rất là ngon nha, quán lại da nó khỏi bị mấy cái dăm bào, mấy cái dăm nó rất là ghê, chọn vào tay đau lắm anh em. Là lúc mình bắt được con mèo á, nó vẫy á, nó vùng vẫy á, là nó tránh đâm vào cổ của nó, vào người nó xước sát rất là kinh. Và cái đây thì anh em quấn như này giùm mình nha. Đó, quấn lên một cái lồng như mày như này. Mình tí anh em xẹt cái đây. Và đầu đây thì anh em quấn lại như này. Quấn tròn lại, quấn cái khoen tròn lại. Và nhớ mày keo. Tiếp theo thì anh em lấy cái dây còn lại này, dây cáp còn lại anh bắt đây làm một cái khen lại, để cái đây anh em biết chi không, mình cột cố định vô một trụ nào đó, con mèo nó trúng rồi nó sẽ không có vùng vẫy được, mình sẽ cố định được nó rồi mình sẽ quấn đây lại nha anh em. Rồi mình đã quấn lại rồi đó, cái lọng là như thế này, và cái này nối lại như thế này, ok nha anh em. Cố định rồi lại luôn cho bạn bị keo luôn, tránh trường hợp nó sốc vào tay mình luôn. Rồi, ok. Rồi, ok nha anh em. Mình sẽ làm xong cái thòng rồi. Anh em nói như thế này cho mình, cái này thì anh em lắp vô đây, hai này thành một cái mắt xích nhau, Giê-xu thì lắp vô đây, đó, thành một cái đoạn đây, và cái đoạn trên cao đây, đoạn từ đó tới đây thì anh em làm tầm 3 gang thôi, 3 gang thôi, anh em lắp Giê-xu lên này cho mình nha. Đó, anh em cài cái này vô cho mình, đây, mồi thì anh em móc vô đây nha, mồi móc vô đây. Cái này cái gai bẫy này, này bẫy vào đây cho mình, kéo cầu su này xuống ha, bắt vô đây. Đó, ok, cái lồng này như thế này, cái dây này thì anh em cột vô cái cây sắt nha, thì cái mũi trụ đã cố định để khi nào mà mèo dính á nó sẽ rít lại, nó càng cái lồng thì anh em biết rồi, con vật mà càng kéo á thì nó càng rít lại, càng rít lại. Đây, anh em bỏ đây, ngay cái lon thì anh em khía một cái nhẹ ra cho nó có cái rãnh ha, bỏ vào thế nào mà tiện nhất anh em bỏ vào. Đó, ok chưa, quá ok rồi. Mồi thì anh em chơi cá khô là ok, chơi cá khô móc đây ha, đây này. Anh em coi nha, mồi đây con lúc đó là mình quấn mồi vào á, thì mèo nó sẽ kéo mồi ra, thì đây
một cái ống ngoài như này. Đó, và cái đầu nó sẽ dính cái tay này. Cái đầu nó sẽ mắc ngay đây luôn. Đấy, bay bỏ ra rồi. Thì 100% là dính con mồi. Đó, ok nha anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip nha.